Rồi. Đây tôi mua một cái sản phẩm, đây là quả pin, pin sạc mua ở shop thuận.com, cửa hàng trực tuyến shop thuận.com. Hai cặp pin Sony. Được rồi, để tôi mở ra xem nó có như cam kết không nhé. Nếu không đúng thì giả lại. Ok. Sony. Đóng gói Sony. Pin AA. Sẽ có đúng không? 4.500, con nhìn em phải 4.500 mAh. Nghìn sáu trăm mAh rồi, đây pin A, hai cặp pin A 4.600 mAh rồi. Được rồi, một thứ shop gì shop về copy. gói này là mua ở Lazada, đây là một bóng đèn đấy, bóng đèn led 30W, theo như ở trên đấy là 30W, 30W chiếu sáng. Được rồi, để tôi mở.